Dạ, xin kính chào quý anh chị, chúc quý anh chị một ngày mới vạn sự như ý và sức khỏe. Thì hôm nay em đang có mặt tại thị trấn Trảng Bom nha anh chị nhá. Thị trấn Trảng Bom năm 2025 này đã có chính sách lên thị xã Trảng Bom anh chị, một mức thay đổi cực kỳ quan trọng để cho thị trường bất động sản ở khu vực này lên một tầm cao mới, tiện ích xung quanh lên một mức sống mới. Thì anh chị biết đấy, ở trong thời điểm hiện tại tất cả những bất động sản đang trì trệ, đang bị đình trệ ở những bất động sản có tài chính lớn, đất xào, đất mẫu, nhưng với đất thổ cư, sổ riêng và những vị trí quan trọng, đắc địa như thế này thì bất động sản hầu như là không xuống nhiều, thậm chí là đi ngang, có đi xuống nhưng mà xuống rất ít. Và hiện tại bây giờ đang em có một lô đang đi xuống và đang rẻ ở khu vực này nên em muốn giới thiệu cho anh chị. Anh chị thấy không? Trước mặt em đây là con đường Ngô Quyền anh chị này. Đó, con đường Ngô Quyền. Con đường Ngô Quyền này rất là rộng, hai làn xe. Đó, và đây chị thấy không? Nhà cửa xây đá sét sắn. Và thì chắc chồng ông mình là nơi đang tập trung khu hành chính mạnh mẽ ở khu vực mình anh chị này. Đây chính là con trường, ngôi trường lớn nhất ở khu vực mình luôn, là trường tiểu học Bông Sen. Ngôi trường cực kỳ rộng, thấy không anh chị, thấy không, từ bờ tường bên kia cho đến bờ tường bên này, và thậm chí đang xây dựng thêm nữa anh chị này. Đó, trường tiểu học Bông Sen. Thì đây, hôm nay em sẽ dẫn chị đến một xem một lô giá cực kỳ tốt luôn, với 2.350 là anh chị sở hữu được một lô ở khu vực kinh doanh này rồi anh chị ạ. Đây, em sẽ đi lên lô của mình đây. Đây anh chị. Đó, thì bên mình ấy là trường tiểu học Bông Sen nhá, đối diện trường tiểu học Bông Sen đây. Đây, cái lô của mình nằm đây này anh chị này. Đó, anh chị thấy cái vết dấu không? Đấy, vết dấu này, qua vết dấu này. Đó, lô của mình 5m. Và lô của mình ấy, nó được cái là đối diện trường học Bông Sen. Trường tiểu học Bông Sen, đối diện trường tiểu học luôn. Một ngôi trường cực kỳ to và đẹp khu này. Thì ưu điểm của lô này ấy, là mặt tiền kinh doanh. Sau này anh chị có thể làm gì ở khu vực này? Thì em xin thông báo là anh chị có thể mở spa này, mở mặt bằng kinh doanh này, mở làm đẹp này, mở rất nhiều thứ, bán mỹ phẩm, rồi bán phụ phẩm, văn phòng phẩm đối diện trường học này để bán cho học sinh này. Và quan trọng, nếu anh chị kinh doanh cà phê, buôn bán cà phê theo kiểu mô hình rất nổi tiếng ở khu vực mình, đó chính là mô hình cà phê vỉa hè với chi phí đầu tư rất thấp nhưng mà lợi nhuận cực cao. Cái ưu điểm của cái lô mình ấy là đối diện cổng trường, anh chị thấy không? Đó, đối diện cổng trường thì anh chị em mình sẽ có một cái bờ hè cực kỳ rộng luôn, cực kỳ rộng, cực kỳ dài. Và buổi chiều ở đây cực kỳ mát anh chị nhá. Buổi chiều ở đây cực kỳ mát luôn. Anh chị chỉ cần giả một số cái dù, một cái bàn. Ví dụ nha, nếu em là một người kinh doanh mô hình cà phê nhỏ lẻ với tài chính thấp thôi, thì em sẽ đặt một cái dù, bốn cái bàn. Một cái dù, bốn cái bàn, một cái dù, bốn cái bàn, một cái dù, bốn cái bàn, một cái dù, bốn cái bàn. Em sẽ đặt cái này. Và bên chỗ nhà em, lô đất này, lô đất này em sẽ để một cái quầy đây. Đó, để quầy đây và em sẽ phục vụ cho tất cả những mọi người ngồi đây buổi chiều nghỉ ngơi, uống cà phê nhẹ, trà sữa này, ăn vặt này, nhất là buổi tối. Buổi tối ở khu vực này cực kỳ đông. Mà vị trí này á, thuận tiện nhá, xe hơi để thoải mái, không cấm nhá. Xe Honda, anh chị thấy không? Bờ tường rất rộng để xe Honda thoải mái. Và anh chị kinh doanh ở chỗ này, cà phê này, rồi trà sữa này, rồi thức ăn vặt này, buổi tối chỗ này thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Anh chị tận dụng một cái mặt bằng cực kỳ tuyệt vời để kinh doanh luôn, có tiền ngay lập tức với số chi phí cực kỳ thấp. Thì đó, đó là những cái mà em sẽ nhìn ra được có thể kinh doanh gì ở khu vực này, ở miếng này. Thì bây giờ đối với những anh chị ở gần thì anh chị có thể biết được tổng quan khu vực này rồi, nhưng đối với anh chị ở xa Sài Gòn thì anh chị hãy xem clip livecam của em để hình dung được là thị trấn Trảng Bom hiện tại bây giờ có những tiện ích gì và ra làm sao đến năm 2025 sẽ được lên thị xã. Thì anh chị ở xa muốn đầu tư vào miếng này thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại 0772088263 anh chị nhé. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều, hẹn anh chị ở clip tiếp theo. Dạ, mời anh chị xem clip like em ạ. We'll be right back.
Cảm ơn anh chị đã theo dõi. Anh chị có nhu cầu xin liên hệ Nguyễn Hiếu Thảo, số điện thoại 0772 088 263.